mà mọi người đừng có để ý đến cái tên của tôi nha. Cái tên của tôi là Phong Cận Phát. Phong Cận Phát là bởi vì có ông nào đã đặt bà đó cái tên Phong Cận TV của tôi rồi, cho nên tôi phải để tên là Phong Cận Phát. Khổ thật sự. Ui, nhìn game đẹp thế nhờ. Mọi người nhìn cái thế giới này, trông xịn thật sự. Ở chỗ này thì có một con gấu màu hồng, hình như là phải nói chuyện với nó. Ủa rồi cái con gấu màu hồng này nó có đi theo mình hay là nó giúp đỡ được mình gì không nhờ? Hình như là không. Ở chỗ này nó có mấy cái quả gì tím tím đây ta, hình như là hái được đúng không? Ờ đây, hái được có ăn được không nhờ? À ăn được, ăn được, ăn được. Ui, ở bên này còn có thêm mấy trái bí ngô này. Nhặt thử coi. Ở chỗ này thì có một cái que gỗ lụm luôn. Ồ. Ê nhưng mà khoan, game này thì có chặt gỗ giống như là trong Minecraft không nhờ? Kiểu mình đấm vô cái cây gỗ á nhờ, có không ta? Ủa? Hình như là không được, hình như là không được. Nó hiện lên số 0 này, hình như là không được. Có tiếng con gì gầm gừ vậy? Ủa? Ui, con chó sói à? Wow, con sói ngầu thế. Ui, con sói nó đang ăn con bò này. Ôi bây giờ nó chuyển qua nó ăn tôi rồi mấy ông ơi. Bây giờ nó chuyển qua nó ăn tôi rồi. What the hell man? Ok, con sói nó cắn mình được à? What? Ê, có con gấu màu hồng kia nhìn nó ngon hơn, mày ăn con đó đi. Ui, ui, ui con gấu màu hồng. Con gấu màu hồng nó chiến thế. Ui, nó đánh nhau luôn kìa. Ua, ua, ua. Cú đấm sấm sét. Con gấu màu hồng này được nha. Đàn em này được nè. Đàn em này có bộ hợp lý đó nha. Tôi sẽ đi nhặt hết mấy cái đồ ăn xung quanh đây. Bởi vì tôi biết rằng là game sinh tồn thì cái điều đầu tiên quan trọng nhất vẫn là đồ ăn. Ừ, cho nên là tôi sẽ nhặt hết đồ ăn trước. Ui, ở bên này có cái con gì nè mọi người. Ui, con nhện. Ui, con nhện. Đánh thử. Mày. Mày. Cú đấm xuống xét. Nó rơi cho mình cái tơ nhện này. Ủa mọi người, cái game này là làm cách nào để mình chế tạo được đồ mọi người? Chứ tôi thì tôi thấy nó không có gì để chế tạo á. Kiểu như trong Minecraft thì còn có bàn chế tạo, còn có hướng dẫn chế tạo. Còn trong đây là tôi thấy nó không có gì để hướng dẫn rồi đó. Ây da, trời mưa bà rồi. Ở bên này có mấy con cừu này. Bét hả? Ủa? Mình xoa đầu nó xong mới cho mình gì này, lông cừu. Hợp lý. Game Minecraft là mình muốn lấy lông cừu là mình sẽ phải gọi là giết mấy con cừu. Còn game này có bộ nó nhân văn hơn. Ôi game nhân văn quá. Bóng quy nè. Bóng quy thì chúng ta sẽ có thể có được một cái bảng để chế tạo được cái bếp lửa. Ờ à, bóng quy thêm lần nữa. À là mình phải chế tạo từ từ. Ờ à, ok. Chế tạo bếp lửa xong rồi thì chế tạo cái này. À rồi hiểu rồi, game này là nó phải chế tạo từ từ đồ như thế này. Cái máy này giúp được gì không đây? Cái máy này nhìn giống cái máy cưa này. Ok, trước tiên thì ở chỗ này thì tôi thấy là mình cần phải xây cho mình được một cái nhà. Để có cái nhà ở đã, ok, sẽ để cái nhà ở đây đi. Ồ, giống kiểu lắp Lego à. Hết gỗ rồi. Ây da, phải đi lượm gỗ à. Ok, để tôi đi lượm gỗ ra. Ui, tôi thấy có con gì trắng trắng bên kia kìa mấy ông. Con gì vậy? Hả? Skeleton hả? Ủa? Sao con này nhìn giống con skeleton đấy? À, nhìn giống skeleton đấy. Dạ, game này làm quái vật thì nó hơi giống Minecraft á nha. Quái vật trong đây hơi giống Minecraft nha. Phải làm con gì đó khác xíu, sao làm bộ xương vậy? Cái con skeleton ở trong Minecraft á, nó còn có cây cung rồi nó bắn mình. Còn con ở trong đây nó không có vũ khí cho nên nó cứ chạy theo mình nè. Đó, xong mình chạy đi xíu nó lại quýnh. Đó, xong mình đứng im nè, xong chạy lại cái mình chạy đi. Kiểu như nó vô dụng luôn á, nó không làm được gì luôn á. Con này là thất bại của quái vật rồi. Từ nãy nó không làm được gì tôi luôn á. Ơ à không không không, nó có vũ khí nha, nó có vũ khí nha. Nó kiếm đâu ra cây rìu nữa ba. Ví dụ mình đánh nó mình lấy được cây rìu của nó không ta? Từ chỗ này hơi tối, tôi sẽ dẫn nó lại chỗ nào sáng sáng xíu. Đi bên này nè. Ok. Ơ nó chui xuống đất hết rồi. À trời trời sáng trời sáng. À trời sáng là nó sẽ chui xuống đất à. Đây ơi, có cái điều rồi. Bây giờ tôi sẽ đi chặt ít gỗ để về xây nhà. Ui, có mấy con gà nè. À, xoa đầu mấy con gà là sẽ được cho cái trứng. À, hợp lý, được, 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 được. Ê, nhưng mà ví dụ như anh không cần trứng gà thì sao? Thì anh lấy thịt gà thôi. Đưa đây. Đưa đây mày. Đưa đây. Mày. Ok, nó chạy nhanh đấy. Mày, ok, nó chạy nhanh đấy. Mày. Cái con quỷ này. Mày mày. Mày. À. Mày. Cú đấm sấm sét. Mày. Mày game nhân văn quá. Con gà chạy nhanh đấy nha. Ok, chỗ này có cái cây nhỏ nhỏ nè, tôi sẽ test thử lên cái cây coi. Đó, đó. Ui. Ui, hiệu ứng chặt gỗ đẹp thế nha. Cái cây gỗ to có lấy được
À, nó còn chặt được thêm xíu nữa. À, con sói. Đây rồi, có cái rìu rồi. Không sợ con sói nữa. Mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây. Mày vô đây. Mày. Ây da. Mày. 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 Ây da, nó cắn đầu thiệt mấy ba. Nó cắn đầu thiệt nha, nó cắn đầu thiệt nha. Làm tí bí, làm tí bí. Mày vô đây. Mày. À, nó chạy. Mày vô đây. Mày. Ây da. Đau thế. Ui dồi. Giết con chó sói thì chúng ta sẽ được một cái răng của nó à. Cái này cái răng của nó đúng không? À không, móng vuốt của nó. Với lại thịt của nó. Ồ, có cái gì đây? Cái gì nhìn giống thuốc nổ vậy? Cái này mình lấy được không? Ê! What the hell man? Tôi không để ý là cái ngồi đang nổ luôn á. What the hell? Đây, nhặt lại đồ. Ôi, con bò nhìn cute thế nha. Em nhân văn quá. Ở bên này có nguyên cái hòn đảo ở giữa hồ này, đẹp thế. Hay là mình xây nhà ở đây nha. Ok, hợp lý á, tôi thấy vậy là hợp lý á. Chúng ta sẽ làm một cái nhà ở đây nha. Trước tiên là tôi cần phải chặt hết mấy cái cây ở quanh đây đã để cho nó rộng ra. Ok. Trò này vui không? Nhìn dễ thương vậy? Dễ thương không? Dễ thương giống Phong không? Không. Ok mấy ông ạ, bởi vì cái game này là cái game cày cuốc cho nên là bây giờ là tôi có mời thêm một thằng đệ của tôi, đây là thằng em của tôi mấy ông ạ. Nhưng mà cái tên của nó là Đại Ca La đó, nên nó muốn làm đại ca tôi mấy ông ạ. Đây, anh thấy bên này có cái hang gì nè đại ơi. Hình như anh em mình vô đây sống được này. Qua đây, có cái hang gì mình sống trong đây được này. Quay. Sợ có mấy con nhện thế. Ui đại ơi, qua bên đây mình đi thám hiểm rồi là hang động đại ơi. Ok, em qua liền. Này hang động mấy ông ạ. Ui được quá nhờ. Ây da, mà bên dưới cái hang này có gì không ta? Bên đây thấy có mấy cây nấm rồi nè, nhưng mà hình như không hái được. Ui, có Có quái vật mấy bay. Chưa có vũ khí, chưa có gì hết, vô gặp quái vật rồi. Thôi xong tôi rồi. Dưới này nhiều quái vật quá. Rồi, chạy. Bây giờ anh nghĩ á, trước tiên á là anh em mình phải chạy trước em ơi. Sói kìa. Chạy đi. Bên này có cái nhà hoang này, mình qua nhà này mình ở tạm đi. Em. Nhà này sao mà ở anh ơi. Từ từ, mấy con quỷ ấy kìa em ơi. Chơi nó đã em ơi. Đấm bằng tay thôi em ơi. Nó có đồ kìa. Mày. Ok. Mình đi va chạm đi anh. Ủa em kiếm nó ra cái cấp vậy? Em lượm có mấy con xương á. Chơi nó. Kìa. Chơi làm đồ. À đây, làm đồ. Mày lại đây. Mày lại đây. Ôi, còn nửa tim. Chạy. Quả bí ngô này ăn lâu rồi. Mày. Chết rồi em ơi. Em qua liền. Qua đây em ơi, chơi nó em ơi. Mày. Ui, đau thế. Anh hết máu em ơi. Anh chết luôn em ơi. À rồi, từ nãy đến giờ tôi nhìn cái game này, tôi cứ thấy nó kiểu gọi là thiếu cái gì đó không ạ. Mấy ông biết cái game này thiếu ở chỗ nào không? Cái game này á, nó có một vài đặc điểm, nó khá là giống Minecraft. Nhưng nó có một cái đặc điểm này mà chắc chắn nó không thể nào giống Minecraft được. Ví dụ như trong Minecraft đi, mình có thể đào xuống dưới đất nè. Còn trong game này là không đào xuống được. Trong game này hình như là muốn xuống dưới hang á, là phải đi vô trong mấy cái hang động á. Thì mới xuống được. Lên thiên đàng nè. Hơi bất tiện cho đó. Ây da, cái gì? À, cái con lăn hồi nãy. Con này quýnh nó được không ta? Ui, nó lăn. Ở đây. Thằng nào mày, thằng tao. Mày, ok. Em ơi, con này khỏe thế đó. À, hình như là con này phải dùng bằng cúp đánh mới được. Cú đấm sấm sét. À đúng, con này phải dùng bằng cúp. Mày. Ở đây, bên này có cái nhà gì đó đây. Để vô lượm đồ luôn coi có được gì không. Ui. Cái gì đây? Ui đây, có con gì nè. Con sói. Không phải con sói không phải. Kệ con sói đi, có con gì nó một cầu vòng nó bay này. Mình đuổi theo nó sẽ dẫn mình đi đâu à? À đây. Nó dẫn mình tới một cái rương bằng vàng. Ây da, được quá nha. Nhưng mà cái rương bằng vàng ấy cũng không có gì quý lắm à. Tưởng hồi có kiếm hay gì chứ. Cho được có cái lông gà với lại củ cải với lại bí ngô mà vậy. Ok, thì nói chung là trong tập này thì anh em bọn tôi cũng đã xây được cho anh em bọn tôi được một cái nhà. À không, hai cái nhà chứ, một cái nhà to với cái nhà nhỏ để sống với nhau khá là ổn định này đấy. Thì tôi làm anh cho nên tất nhiên rồi. Làm anh thì tôi sẽ chiếm luôn cái nhà to nhất rồi nhường cho anh em tôi cái nhà nhỏ. Ừ, em lấy nhà nhỏ ở đây. Ok. Vậy nó mới giống trong chuyện cổ tích em.
Em không đọc chuyện cổ tích à? Trong tập này dừng lại ở đây là được rồi. Có nghĩa là tập sau anh em bọn tôi sẽ bắt đầu gọi là trồng cây nè, sau đó là sẽ bắt đầu đi farm đá, farm thêm sắt, farm thêm vàng, farm kim cương hay gì đó. Ok, còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng video cũng đã rất là dài rồi, cho nên chúng ta sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video Lego Fortnite tập sau nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Nhảy cái anh. Nhảy à? Đâu nhảy lúc nào em? Nút B. Chữ B. Ê, bye mọi người nha. Ôi, khứa kia nhảy theo kìa.